Các bạn thân mến, Tà Cụ Tỉ là một xã vùng cao của huyện Bắc Hà, nằm ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển. Nơi đây sở hữu địa hình chia cắt mạnh với núi đồi và những rừng cây xanh thẳm. Thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này rất nhiều điều kiện thuận lợi để người dân địa phương có thể phát triển nông nghiệp và du lịch. Trong tiếng bản địa thì Tà Cụ Tỉ có nghĩa là nương lúa to. Chúng ta có thể nhìn thấy là khu vực này có rất nhiều những thửa ruộng bậc thang. Bây giờ thì xin mời tất cả quý khán giả cùng cha đi tới Tà Cụ Tỉ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem vùng đất này có những điều gì thú vị nhé. Thì cha đã bắt gặp rất nhiều những người dân họ đi chở một cái tải gì đấy rất là to. Anh ơi, đây là tải gì anh? Sắn anh ạ. À, sắn à? Vâng. À, mình đang vụ thu hoạch sắn à? Vâng. À, thế em hỏi chút, mình là người đồng bào dân tộc gì? Dân tộc Dao anh ạ. À, người Dao ạ? Vâng. Nhưng mà cụ thể là người Dao gì? Dao Tuyển. À, Dao Tuyển à? À, đây thì mọi người đang tập kết đến vụ thu hoạch sắn. Nhưng mà đây là sắn khô hay tươi? Sắn khô anh ạ. Sắn khô à? Khô thì sẽ là bao tiền một cân? Thế này là nó hơn 4.000, gần 5.000 cân. 5.000 một cân? Vâng. Và củ đã khô rồi? Vâng. À, hơn 5.000 một cân. Thế là bây giờ là gia đình gom vào để bán, chuẩn bị tiền tiêu Tết đấy. Đúng không ạ? Phải không anh? Đây kiếm tiền tiêu Tết đấy à? Tiền này không đủ giảm nợ đâu. Tiêu Tết làm gì có Tết. Rồi, không đủ giảm nợ ấy à? Dạ. Tiền này thì là gọi là ấy thôi. À, làm cho vui thôi à? Các anh cứ nói đùa thế chứ. Đấy, bây giờ thì mọi người chắc là vận chuyển sắn từ trên những con quả đồi dưới này xuống. Đó, mình cứ thử đi tìm hiểu một chút. Ở đây thấy một hình như là thiếu nữ thì phải. Đang đứng ngẩn ngơ ấy. Chào thiếu nữ nhá. Chào anh ạ. Trong em có quyển sổ túi như là em là thu mua sắn à? Không, em là chủ của sắn. Em là chủ của sắn à? À, thế em bao nhiêu tuổi rồi? Em 2005 ạ. 2005 á? Thế còn đi học không? Thế à? À, hôm nay gia đình thu hoạch sắn để bán. Thế liệu khoảng được bao nhiêu tiền biết không? Em chưa biết ạ. Chưa biết à? À. Thế đã chống lấy chưa? Chưa. À, chưa lấy chồng à? À. Thế này đấy, còn nhỏ tuổi mà đã đi làm kinh tế rồi các bạn ạ. Trong túi đã có một quyển sổ để ghi chép rồi. Anh hỏi chút là đi vào đây đường dễ đi không? Đường vẫn khó đi như này. Toàn đường đất như này à? Đường đá như này. Ờ, thế nhà em ở đoạn nào? Nhà em ở đoạn dưới này. À, nhà em lại ở dưới này à? À, tiếc quá nhỉ, tưởng nhà em ở trên này. Không, nhà em lại ở dưới kia. Ừ, thế anh hỏi tí, trên này còn nhiều con gái Dao xinh không? Có xinh đâu anh. Không, ý là còn nhiều không ấy? Kiểu họ lấy chồng hết rồi. Lấy chồng hết rồi à? Vâng. À, ok, thế anh cảm ơn bà chủ nhá. Vâng, ừ, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hành trình đi lên phía trên này, một vùng đất mà cũng khá là xa xôi và có cái điều kiện địa hình cũng như là đi lại cũng khá là gian nan. Đây thì chỉ có đường đất thôi, và tôi thấy các anh vận chuyển từ một cái bao sắn xuống đây cũng chóng hết cả mặt. Đây, đá này toàn to bằng những cái nồi cơm điện thôi. Có vẻ như là những người Dao Tuyển họ sẽ sinh sống không quá tập trung giống như những người đồng bào Dao khác thì phải. Vì mình đã từng đến những nơi sinh sống của người Dao rồi, và thường thì họ sẽ làm nhà rất là tập trung và sống với nhau thành từng khu. Nhưng ở đây thì qua quan sát trên cao thì cháu thấy là nhà cửa thường thì cứ mỗi nhà sẽ cách nhau một khoảng cũng khá là xa. Và xung quanh nhà thì sẽ là những thửa ruộng. Đó, nhưng mà nhà cửa thì trông cũng khá là to đẹp. Còn bây giờ để biết rằng cuộc sống của những người đồng bào Dao Tuyển ở đây như thế nào thì chúng ta sẽ phải đi bộ lên phía trên. Ở đây thì vẫn đi được xe máy nhưng mà Trao lại không có xe máy. Có xe hai chân như này thôi. Cái sắn tươi thì 1.400 1 kg, còn sắn khô như bà con ở đây họ làm gần như là sắp thành phẩm. Ui. Thì rơi vào khoảng 4-5.000. Nói chung là câu chuyện kiếm tiền trên vùng cao chưa bao giờ là dễ dàng cả. Đó. Mọi người cười rất tươi. Chào chú ạ.
Dạ, cháu chào chú. Chú đang gom sắn khô đấy à? Vâng, cái này là của gia đình mình à? Không phải đâu. À, thế là... Của nhà Cương. Của nhà Cương. Vâng. Vâng, là chú đi gom giúp à? Vâng. À, cũng như kiểu như là hộ công nhau để đi vận chuyển đấy à? Vâng. À. Còn nhiều không chú? Hết đây rồi. À, thế nhưng mà mọi người là sấy bằng lò đúng không? Vâng. Hay là phơi nắng? Sấy rồi. Cháu có thể xem cái lò được không? Cái lò bên dưới này. Lò tít bên dưới này à? Ừ. Anh nghe cái lò sắn ở gần đây không? Ở tít dưới kia anh ạ. À. Tít dưới này cơ à? Ừ. Đây bọn em làm cáp tời lên. Ô, làm cáp tời lên à? Bây giờ có đang tời không? Bây giờ thì nghỉ rồi, hết sắn rồi thì có nghỉ. Ôi nghỉ rồi, ôi tiếc thế nhỉ? Thích xem lò sắn thì lên cái gốc cây này. Đây gốc cây này có một xem, lò. Xem xuống dưới mới thấy. À vâng vâng. Đây cái sản phẩm sắn khô này các bạn ạ, cũng khá là thô thôi. Thậm chí là vẫn để cả vỏ này, để nguyên vỏ luôn. Biết cái này thì mọi người sẽ thu mua về để làm việc gì. Ở đây cháu thấy là có một cái lò tít phía dưới kìa, đó. Và một sợi dây cáp này. Mọi người vì ở đây cái địa hình nó khá là dốc ấy, nên là sẽ phải dùng cáp để vận chuyển sắn. Nhưng mà hơi tiếc một chút là đã vận chuyển xong rồi. Nếu mà được chứng kiến cái cảnh mọi người vận chuyển sắn này sẽ rất là thú vị đây. Đó, một hệ thống tời dùng động cơ xe máy. Một động cơ xe máy và chế lại thành một hệ thống tời như này. Ồ, thú vị ta. Cũng hay phết đấy. Đây, cái lò sắn nó tít dưới kia kìa. Đó. Cáp sẽ được mắc vào một gốc cây như này. Kéo tời lên. Đấy. Thu hoạch được cây sắn có phải dễ dàng đâu. Quá là khó. Rất là gian nan. Với mang được sắn lên đây xong lại còn tập kết lại xong mới chở xuống nơi mà ô tô có thể đỗ được để bốc đi. Người dân ở vùng cao làm như thế vất vả lắm. Vất vả lắm hả chú? Vất vả nhưng mà có tiền là được rồi. Yeah, làm vất vả như này thôi nhưng mà chẳng có tiền tiêu đâu. Có mà, chú cứ nói dối. Vất vả thì kiểu gì cũng sẽ có tiền tiêu mà. Ông trời có phụ công ai bao giờ đâu chú nhỉ? Ừ. Đó, vất vả nhưng mà vẫn làm ra tiền mà. Anh, ơi. Ui. Anh muốn trải nghiệm thì làm luôn chứ anh. Lái hả? Ừ. Ui em không lái được đâu. Trải nghiệm nó phải thế chứ anh. Anh cũng muốn lắm nhưng mà sợ kiểu hỏng xe của mọi người ấy. Tập thử xem. Thôi không dám thử đâu anh. Hỏng xe đấy. Ở đây đi sửa chữa xe cũng khó lắm. Đây, ông anh cũng rất là vui tính muốn mình thử nhưng mà thôi. Không nên thử. Rồi, cháu chào chú nhá. Vâng. Cháu xin phép ạ. Đi nhá. Vâng, chúng ta lại tiếp tục hành trình thôi. Có vẻ như hôm nay sẽ phải đi bộ hơi bị nhiều. Bởi vì là mọi người làm nhà không quá gần nhau ấy. Cứ đi một lúc lâu lâu lại mới thấy một nhà cách ra nhau rất là xa luôn. À, có vẻ như đây cũng là một vùng mà trồng được chè thì phải. Mình thấy rất nhiều những cây chè. Chè này cũng tính là dạng chè lâu năm rồi này. Cái thân cây nó cũng khá là to già rồi. Đi, chúng ta tới một cụm đầu tiên. Cứ thử vào tìm hiểu một chút nhé. Vì nơi sinh sống của người Giao Tuyển thì lần đầu tiên mà mình biết. Nên là mình cũng khá là tò mò. Chưa biết có người ở nhà hay không nhưng mà chó đã sủa rồi. Trông có vẻ như là sẽ hơi vắng vẻ một chút. Có chó rồi. Ôi, chó to lắm. Ui. Có người nhỉ.
Chú ơi, cô ơi, anh ơi, chị ơi. Ở đây mình thấy một cái sân chơi này. Có thể buổi chiều sẽ đông các cháu vui chơi. Vậy là những người gia tuyển họ cũng làm nhà chủ yếu là nhà đất thôi, nhà đất, nhà gỗ. Đó, những ngôi nhà khá là rộng rãi. Vừa đi phải vừa để ý chó. Không có ai ta. Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu. Chó nó sẽ không cắn mình đâu. Có vẻ như cụm nhà đầu tiên mọi người đi làm hết rồi các bạn ạ. Mình đi cái thời điểm cuối năm nha mọi người, khá là bận rộn. Không thấy ai cả. Cũng chưa rõ tính cách của người ra tuyển thì sẽ như thế nào. Nhưng mà qua tiếp xúc vài người đầu tiên vừa nãy thì thấy mọi người cũng khá là hiền lành, vui tính. Khu nhà này mình đi ra đi. Giờ thì tiếp tục đi đến những ngọn đồi cao phía trên nữa. Còn rất là cao nữa. Còn rất nhiều điều thú vị đang chờ phía trước. Mình đã lựa chọn những cái thời điểm hơi chiều chiều một chút để có cơ hội gặp được cái đời sống dân sinh của bà con. Vì chỉ có nhà cửa với phong cảnh không thì nó cũng không mang lại cho chúng ta nhiều cái trải nghiệm lắm. Mà mình rất thích gặp người dân, thì chỉ có gặp người dân trò chuyện thì chúng ta mới có nhiều cái thông tin hữu ích hơn. Mọi người còn phơi lúa lên những cái phiến đá như này này, đó. Cái đá màu đen thì nó sẽ hấp thu nhiệt nhiều hơn nên là phơi lúa có thể là sẽ nhanh khô hơn. Giờ mình thì không lựa chọn cái đường to nữa mà mình đi theo đúng phong cách của người Dao đi. Đi những con đường mòn nhỏ nhỏ như này đi. Rất nhiều những phiến đá to nhé. Này. Rất là đẹp. Nhưng mà cái này mùa mưa lũ thì cũng hơi ghê đấy. Wow. Ôi, có con chim nhỏ nhỏ kìa. Ở đây có một cái vũng nho nhỏ này có thể tắm được này. Trông nó khá giống một cái bể bơi tự nhiên. Cái này là mùa hè thì hết ý, tuyệt vời. Thấy con đường này rất là mòn này, có thể sẽ là con đường để dẫn tới ngôi nhà đó. Ôi, ở cao với dốc quá. Xung quanh thì đều là ruộng bậc thang rồi. Lên đến đây là gần như chúng ta đã bị mất phương hướng đi rất là nhiều, không xác định được. Ồ, lạ ta. Nếu mà chỉ có duy nhất một con đường này để vào ngôi nhà đó thì gia chủ cũng khá là đặc biệt đấy. Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được đường để vào nhà rồi. Những cái thửa ruộng bậc thang thì cái chiều cao của hai cái bờ nó rất là cao. Có khi cả trên cả 1 mét, 1,5 mét, 2 mét. Đi không cẩn thận trượt chân ngã xuống cũng đủ đau. Ôi, sao ở cao thế. Được cái đây là địa hình đất đồi, có rất nhiều mạch nước ngầm thì phải. Có
cả suối nữa nên là nước dùng thoải mái. Ồ, phải có người mới giặt quần áo xong này. Không biết là đi đâu rồi cơ. Này, dấu hiệu mới tinh luôn này. Chị ơi! Anh ơi! Bác ơi! Em ơi! Có ai ở nhà không ạ? Mọi người ơi! Gia đình mình ơi! À, chào chị. À, ừ. Đã phơi quần áo à? Ừ, ra đây. À, hỏi nhờ tí. Tôi thấy không biết là có phải một em gái không. Có vẻ là một cô gái đấy các bạn ạ, à, một cô gái người Giao Tuyển đấy. Ngày hôm nay chắc là mình gặp may rồi. Em. Ờ, đúng rồi. Một cô gái. À, đấy rồi. Đang phơi rồi quần áo à? Dạ, vâng ạ. À, đang gội đầu à? Vâng. Ờ, em tên là gì? Em tên Hoa. Hoa, bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi ạ. À, mới 14 thôi à? Vâng ạ. À, thế nhà cao này còn đi học không? Dạ, không ạ. Em không đi học à? Dạ, không. Em học cái lớp mấy? Lớp 7 ạ. Học lớp 7 rồi. Vâng. À, thế sao lại bỏ học? Thế nay ở nhà với ai? Ở nhà với em trai ạ. Ờ, là hai người ở nhà. Vâng. Ờ, à, thế em, anh nói chuyện với em một xíu nhá. Dạ, vâng. Ừ, ok. Đây chính là Hoa. Một cô gái người Giao Tuyển. Thế em đang làm công việc gì? Không có biết. Ờ, thế anh có thể vào nhà em chơi được không? Dạ, được ạ. Ừ. Tiếc nhở. Thế mà lại bỏ học. Ờ, chào cu nhá. Ăn kẹo ra đây, ăn kẹo này, anh có kẹo này. Ra đây. Ra đây anh cho kẹo này. À. Đây, cho em này. Này. Thế em là tại vì nhà ở cao quá nên không đi học được hay như nào? Ừ? Sao? Ừ? Vì sao? Anh kiểu anh tò mò ấy. Ừ? Sao nào? Xa quá nên không muốn. Xa quá. Ờ, phải đi bộ nhiều quá. Thế nhà em là có một con đường từ suối lên thì còn đường nào khác để vào không? Có, còn đường vòng. À, một đường vòng nữa. À, thế là bình thường em hay đi đường nào? À, đi đường suối này à? À. Thế gia đình mình thì chủ yếu làm công việc gì? Làm ruộng với... Làm ruộng với mẹ. Làm ruộng thế à? Vâng. Có trồng chè không? Có. Trồng sắn không? Có. Ừ, đó. À, thế bố mẹ đi làm rồi đúng không? Vâng. Ừ. Anh bạn từ giờ chiều có bận gì không? Đi chăn trâu ạ. Đi chăn trâu, mấy giờ đi chăn trâu? Thả rồi. Thả rồi. Xong ạ. À, mới thả xong à? Là không làm gì đâu đúng không? Hay là đưa anh đi quanh đây một xíu được không? Được ạ. Nhá. Vâng ạ. Ờ, anh cảm ơn nhá. Thế cho chú, à, cho anh mượn chị một tí nhá. Ờ, à, ok. Thế là mình đã rủ được Hoa đi chơi cùng. Nhưng mà đi này có sợ bố mẹ mắng không? Dạ, không ạ. Không, chắc nhá. Ờ. Thế còn có anh chị em nào nữa không? Còn anh trai với một đứa em út nữa. Một đứa em út nữa. À, đi. Thế bình thường công việc ở nhà là làm những gì nào? Đi lấy củi thôi ạ. Đi lấy củi? Vâng. Chăn trâu? Vâng. Thế bỏ học như thế thì nhà trường có đến vận động đi học không? Dạ không ạ. Cũng không à? Vâng. Thế là cứ thế mà bỏ thôi. Bố mẹ cũng đồng ý cho nghỉ học? Vâng. Thế ở đây có nhiều bạn bỏ học như em không? Còn đứa. Hả? Có ạ. Cũng nhiều đứa à? Vâng. Cũng một phần là do kiểu đi lại khó quá mà. Vâng. Nhưng mà có nhiều khi là do học không vào đầu không? Hả? Có chứ ạ.
Thế ở đây các bạn có yêu sớm không? Không ạ. Không à? Tưởng là mải yêu sớm lại quên học. Không. Không đâu gì. Ừ. Thế thì quanh đây còn nhiều bạn như em không? Không ạ. Ừ. Đi làm hết rồi. À, đi làm hết. Đi làm là làm ở đâu? Không biết được. Đi làm ở người thành ta phố. Nghe bảo đi làm thế chứ mình biết là đi làm đâu đâu. À, đi làm ở thành phố hay là đi làm ở đồi ở nương chứ? Ở đồi ở nương thì chắc thế này không có ai làm nữa rồi. Ừ, không ai làm đồi nương nữa rồi. Thế các bạn ấy có lấy chồng sớm không? Có. Có à? Có. Độ tuổi bao nhiêu? Hình như là 16, 17 gì đấy. 16, 17. Cô bé này còn vừa mới gội đầu xong cơ. Ôi. Đúng chạy á. Đi đâu mà? Đúng á. Chạy đi đâu ấy? Đi xem con trâu à? Hà cu. Cu ơi. Đưa anh đến chỗ nào mà có nhà ấy nhá. Ôi, nhà đâu ra giờ? Hả? Không có nhà mày đâu. Không có nhà á? Trên này thì ít mọi người nhà ở lắm. Thưa nhau quá nhỉ? Vâng. Không ở gần nhau nên là đi cũng khá là mệt. Đấy, trẻ con vùng cao, thằng bé chạy phăm phăm. Vèo 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 vèo. Tôi cũng không biết là hai chị em sẽ đưa mình đi đâu. Đưa đi đâu là phải có điểm dừng ấy nhá. Rồi. Được chưa? Cứ thế mà đi thôi. Cứ thế mà đi á. À đây, đưa vào một cái chòi nhỏ nhỏ này. Sao lại đưa vào chòi này? Ai biết gì đâu. Ở đây là nhà hay là? Đây là lán à, của... chuồng à? Vâng. Châu nhà em đây à? Không ạ. Không phải à? À, đây là khu vực họ làm chuồng. Ôi, bây giờ nói thật với các bạn là trao đã lên cao lắm rồi. Và có vẻ xung quanh đây chỉ có mỗi nhà của Hoa sống thôi. Đúng không? Trên trong này vẫn còn một nhà nữa. Trên này còn một nhà nữa thôi. Vâng. Trên này vẫn còn nữa. Ừ. Thế sau này có ước mơ gì không? Không. À? Không. Không. Không á? Ý là đang thích một công việc gì là không? Thôi thì không có ước mơ gì đâu. Không có ước mơ gì á? Thế là ước mơ đi chăn trâu đây à? Không. Thế có ước mơ gì không? Có vẻ như là cũng khó để trả lời. Đó. Công việc nếu mà không đi học nữa thì đây này. Quan trâu thôi. Lại làm bạn với những con trâu thôi. Có chuyện gì muốn nói với anh một xíu không? Cứ cười đấy. Mẹ tôi cứ đi nhanh đầu. Mà bây giờ muốn cùng em đi những cái ngôi nhà khác thì khó nhỉ? Đúng không? Tại đúng vì rồi. Nó cũng xa nhau ấy. Mà nếu mà đi xa cùng mình quá, sợ bố mẹ mắng chết. Có sợ bố mẹ mắng không? Không ạ. Bố mẹ có cho đi không? Có chứ. Thế á? Vâng. Tại là không ai chăn trâu hộ. Ừ, không ai chăn trâu hộ. Ví dụ một năm thì nhà em sẽ bán trâu mấy lần? Một lần thôi ạ. Một lần. Vậy thì bán mấy con? Cũng chỉ bán được một con thôi ạ. Một con thì khoảng bao nhiêu tiền? Không biết. Không biết ớt kìa. Bố mẹ bán chứ mình có biết đâu. À, thế mình mất công mình đi chăn nó mà mình lại không biết à? Có được đâu. Có được đâu. À là... bố mẹ bán là bố mẹ giữ tiền thôi đúng không? Vâng. Mình bố chỉ... mẹ mang đi để giả nợ hết ạ. À bố mẹ mang đi giả nợ à? Vâng. À. Thế kiểu không có một cái ước mơ gì hả? Không ạ. Như kiểu là sẽ ở dưới thấp hơn chẳng hạn, đi lại dễ hơn. Có bao giờ suy nghĩ như thế không?
Có chứ. Có, đấy, thì đấy cũng là một ước mơ đây. Nhưng mà nói chung là còn nhỏ tuổi nên là cũng sau này thì chắc là sẽ có nhiều cái suy nghĩ hơn. Còn bây giờ thì cha nghĩ là vẫn còn đang lứa tuổi khá là vô tư thôi. Ừ. Thì tiếc là bỏ học hơi sớm. Các bạn nữ vùng cao thì thường là như vậy. Nếu mà điều kiện gia đình mà không có mấy, với cả là xa trường thì không có nhiều cái động lực để đến lớp. Hay là đi học các bạn bắt nạt? Không. Không phải đâu gì. Ừ. Nhỏ quê. Mua lưng ngon nhỉ? Này thế, thằng này đi học không? Có, sáng nay trốn học. Sáng nay trốn học? Ờ, thế cho chú chị gái này nhá. Cho không? Cho chú chị này nhá. Được không cu? Đổi kẹo, chú đổi kẹo lấy chị này nhá. Được không? Mua lưng ngon. Nhá. Nhìn ông ạ. Nó đồng ý rồi đúng không? Không. Đấy, nó đồng ý đổi rồi, biết làm nào. Biết làm thế nào bây giờ? Biết làm nào, thế bây giờ cứ đi cùng nhau nhá. Vâng. À, thế cứ dắt đi nhá. Không trả lại bố mẹ nữa nhá. Được không? Nhá. Thôi anh trêu thôi. Ừ. Không, tí lại sợ quá lại bảo mình dụ dỗ thì chết dở. Cũng không sợ đâu. Không sợ á? Không. Thế dắt đi nhá. Chưa sợ ai bao giờ. Chưa sợ ai bao giờ. Ai già nữ tử này có vẻ là ghê gớm đấy. Nhưng mà ở đây buổi tối có sợ không? Không ạ. À, anh quên mất là có điện không nhỉ? Có ạ. Cũng có điện à? Vâng. Ờ à, thế cũng đỡ. Chưa sợ ai bao giờ bởi vì em chưa gặp người đáng sợ thôi. Nhá. Em không sợ ai nhưng mà em sợ bố em. Sợ bố em à? Vâng. Ừ, bố em hơi nóng tính. À, bố hơi nóng tính nhá. Vâng. Nào thế bây giờ có hai lựa chọn nhá. Dạ. Ừ, một là anh sẽ bắt em đi. Vì em tự tin em không sợ ai, anh sẽ bắt em đi. Hai là em ở lại với con trâu. Ba là em có thể hét to lên là sao nào? Khỏi phải hết đi, trên này có người luôn. À, trên này có người rồi à? Vâng. À, thôi anh trêu thôi, thử lòng cô bé một xíu thôi. Thế chắc là chúng mình tạm biệt nhau thôi nhỉ? Vâng. Ừ, vì là anh còn phải đi nhiều nữa. Ừ, một câu chuyện nho nhỏ thôi nhưng mà cũng hy vọng là sẽ có dịp gặp lại nhau lần nữa nhá. Vâng. Ừ, thế bye bye nhá. Vâng. Có lời gì muốn nói không? Không chào tạm biệt nhau gì à? Ô rồi ơi. Thế thôi rồi anh đi nhá. Vâng. Ừ, anh cảm ơn. Đi nhá. Vâng ạ. Ờ đi nhá. Chúng ta sẽ cùng tới tiếp một ngôi nhà nữa của người giao tuyển đi. Có vẻ như là sẽ có hai phong cách nhà, đó là vừa nhà sàn vừa nhà đất. Thì ai có điều kiện làm nhà nào thì họ sẽ làm kiểu đó thôi. Phải công nhận là cái vùng đất này cũng rất là màu mỡ. Nhưng mà với cái điều kiện như này thì đúng là còn lâu mới
có những con đường dễ dàng để đi lại. Không biết có được đón tiếp không, vừa thấy cái tiếng đóng cửa kẹt vào phát rồi. Gia đình còn phơi ngô trên một cái sàn bằng tre như thế này. Con chào bà. Dạ. Cháu đi đâu anh nhỉ? Cháu đi thăm bà. Thăm bà. Vâng. Đi thăm bà thì đi nhà nhé, đi nhà uống nước nhé. Vâng, đi nhà uống nước. Bà đang tẽ ngô à? Vâng. Cái này là làm giống hay là để ấy, để cho lợn gà ăn? Cho lợn ăn mà. À, cho lợn ăn à? Vâng. À, bà nuôi nhiều lợn không? Cũng nhiều nữa mà, ít mà em. Ba bốn con mà. Ba bốn con à? Năm con mà. Năm con. Vâng. À, có lợn ăn Tết rồi đúng không? Dạ, cũng nuôi mà, cũng cho ăn ngon ngon nên được cũng béo mà. À. Nên năm nay bà mổ lợn Tết to không? Không có mà. Không có, nuôi năm con mà bà bảo không có. Bà nuôi để bán lấy tiền đúng không? À, thì bà lại cũng làm được thì cũng có khỏe thì làm ăn thì cũng cho nhiều nhưng mà. À, dạ. Con hỏi vui bà thế thôi nhỉ. Lúc nào chúng ta cũng kiểu gì chả có lợn ăn Tết nhỉ. Không con to thì con nhỏ. Vâng. Đấy. Một con nhỏ mà. Vâng. Gầy. Một con nhỏ thôi nhỉ. Thế bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ô, bà già lắm rồi, bà thì 61 rồi. À, 61 ạ? Vâng. À, thế cũng vẫn còn trẻ mà. Ê, già lắm rồi. Vâng. Thế, đấy, tẽ xong rồi bà con mình đi về nhà đi. Nhà uống nước đi. Đi uống nước rồi. Đây, ở đây tôi thấy mọi người cũng đang phơi những cái củ sắn như này nữa này. Cái này thì khu nó cho lợn ăn, đây là được đáng để con thì cho ăn mà. À, rồi. Sắn cho lợn. À. Đó. Cháu không đi xe à? Thì ở đây đường này làm sao cháu đi xe được? Xe của cháu đây này. Xe của cháu giống xe của bà thôi. Hai cẳng thôi này. Vâng. Thế bà có xe không? Khỏe nữa mà. Vâng, cháu cũng khỏe mà. Thế bà có xe máy không? Bà cũng có. Con à. Có này, bà cũng có mà. À, con có. Thế là đi chợ là con chở bà đi đúng không? Vâng. Vâng. Cháu, bà này cũng có xe thì có nó cũng bé lái nó mà. Vâng, ôi các bạn ơi, bước vào nhà nhìn những cái tia nắng nó xiên này. Đẹp không? Những tia nắng chiều nó xiên này, đó, rất là đẹp luôn. À, con chào ông. À, con chào ông ạ. À, vâng, con chào ông. Dạ. Vâng. À, tay ông, vâng, tay ông bị làm sao này? Để làm cám cho lợn ăn là mới thế. À, làm cám cho lợn ăn là nó bị ấy à? Ồ, đây là ngày nào đi làm sắn khô là bị cắt. À, làm sắn khô là nó cắt vào à? À, thế là hai ông bà ở nhà với nhau thôi à? Có con cháu gì không? Con nó ở riêng một tí. À, con đi ra ở riêng một tí rồi à? Vâng. Chắc là người mà. Vâng, tôi thấy ông đang đun bếp à. Nhà nó buồn lắm. Không, nhà thế này mà, nhà thế này là quá gọn rồi. À. Con xin phép xem qua ngôi nhà của ông bà một xíu nhé. Mọi người sẽ làm nhà theo một cái cách mà nó dựa vào cái thế của quả đồi ấy. Đây nhá, đây là cái sàn đất này. Nhưng bên này là sàn gỗ và ở dưới nó có một sàn nữa. Thì còn nhìn ở phía mặt trước ấy, thì chúng ta lại thấy là nó là nhà sàn 2 tầng. Nhưng mà khi nhìn ở phía đằng sau nó lại là sàn 1 tầng thôi. Đấy, cái kiểu nhà cũng rất là thú vị. Đó, còn bên này thì ông bà cũng... có một cuộc sống tôi thấy là cũng khá là đầy đủ này. Có cả những hệ thống máy xay sát này để sát gạo thì phải. Đúng rồi, vì ở đây thì có thể là 70-80% là cuộc sống sẽ tự cung tự cấp, tự trồng tự nuôi. Đó. Bên này là khu gian thờ của người Giao Tuyển này. Và luôn luôn là có một tấm chân dung Bác Hồ ở trên tường ấy, rất là trang trọng. Bye bye. Hai bà thì hai người già lắm thì ở nhà là ở nhà buồn mà cháu ạ. Ở nhà buồn ạ. Bà hay bà? Bà con, nhà xấu. Bà, con bà. Tò mò một chút là cổ bà bị làm sao đấy ạ? À? Ôi, cũng lắm. Không đẹp lâu rồi. À, biếu cổ à? Vâng, nó bị lâu rồi, nó chữa không được.
Chữa không được hả ông? Vâng, không chữa được rồi. Không chữa được à? Dạ, những thế là bị chữa rồi. Không chữa được. Hết 8 triệu rồi. Hết 8 triệu rồi ạ? Vâng, vâng, không được. Và không được. Không khỏi nữa mà. Không khỏi. Vâng. Đây các bạn ạ, hình như là cổ bà là cũng sưng một cái biếu khá là to đây này. Đó. Rất là to. Ông bà có bán chè không? Có bán chè nhưng mà bây giờ mùa này không có. Mùa này không có à? Tháng 2 đến tháng 3, tháng 5 mới có. Ồ, con tưởng là có thì con mua ủng hộ một xíu. Bây giờ rét quá nó không mọc được. Bây giờ rét quá không mọc được ạ. Tưởng là có một chút chè con mua ủng hộ ông bà một xíu. Nếu mà có thì cho. Mình chỗ cọc tay ra. Ông bà ở trên này lâu chưa? Ui. Năm ông bây giờ là 61 tuổi rồi mà. Là ở trên này bao nhiêu năm rồi ạ? Ở đây là từ sinh ra là ở đây rồi mà. À, từ nhỏ sinh ra là ông đã ở đây rồi. Là tính ra là mấy chục năm rồi đúng không? Mấy chục năm rồi đấy. Vâng. Cũng là rất là lâu rồi nhỉ. Gắn bó với vùng đất này quá lâu rồi. Là một sắp cọc mà. Đó. Nhà sáng cọc, sáng cọc. Hay ông bà người giao tuyển cũng rất là hiền hậu, rất là mến khách. Đi vùng cao đợt này không biết là mình có cái duyên nào, nhưng mà thường là rất hay được uống nước chè. Đi bản người Nùng là uống no nước luôn, bây giờ hôm nay đi đến bản người Dao thì cũng vậy. Nói chung là một cái tinh thần rất là hiếu khách của người vùng cao, mặc dù đều là những người xa lạ thôi. Hai ông bà, một cuộc sống tự cung tự cấp. Rồi chúng ta ra phía ngoài này ngắm nghía một chút nhé, để xem phong cảnh ở trên này nó ấn tượng như nào. Đó, đây là cửa nhà, cửa sổ này. Nhìn xuống cả một cụm không gian rộng lớn phía dưới. Bát ngát bao la. Cái thời điểm cha tới là buổi chiều, nếu mà tới buổi sáng nữa, nếu mà có mây vờn nữa thì thực sự sẽ rất là ấn tượng. Ở đây thì có một cái sàn nước nho nhỏ này để sinh hoạt, rửa ráy. Hệ thống chuồng trại phía bên kia và rất nhiều những cái cây rau lợn như này. Trong nhà thì cũng không có thiết bị gì hiện đại đâu. Có duy nhất chắc là chiếc máy xay sát kia là cha nghĩ là hiện đại nhất rồi. Rồi, uống với một ông bà ngụm chè đi. Xấu quá. Xấu à? Đẹp mà. Đẹp rồi. Mặt mũi đen. Chè ông bà thơm nhỉ? Ở những cái vùng mà cao lạnh này thì uống nước chè rất là phù hợp. Tôm thì cũng uống. Thơm. Cũng ngon mà. Rồi, các bạn em lúc nào cũng là một bếp củi như này để sưởi ấm. Thế nhưng mà sao bà không đi dép vào, sao đi chân đất này? Nó không đi quen. À, nó không đi quen à? Ông lại gọi bà là nó. Tài là không có tiền. Không mua dép mà. À, không có tiền không mua dép vậy à? Ông bà ngày xưa lấy nhau lúc bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. À, 18 à? 18 tuổi mới được lấy. 18 tuổi mới được lấy. Dạ. Bây giờ hai đứa trai, hai đứa gái nó ở riêng hết rồi. Con cái ở riêng hết rồi. Nhưng có một điều mà mình thấy rất là ấn tượng, tức là mặc dù ông bà cũng sống ở nơi rất là cao và điều kiện đi lại rất là khó, nhưng mà ông bà nói tiếng phổ thông rất là tốt. Đấy là cái điều mà mình thực sự ấn tượng. Ông bà giao tiếp tiếng Kinh cực kỳ chuẩn luôn. Trước có học mà. À, trước. Ngày như ông thế không được học. À. Bây giờ chỉ có nói mấy được mấy câu chuyện đấy, chú chả có nhìn thấy đâu. Vâng. Bà là không được đi học đâu. Để... Bà không được đi học. 12, 13 tuổi thì thích đi học. Đi học thì bố mẹ nó không cho đi học đâu. Bố mẹ là không cho đi học. Đi học về nhà nó không cho cơm ăn. Không cầm, không cầm đồ bát. Không cho đi học. Không có người chăn trâu không cho đi học. Phải ở nhà thì đi chăn trâu nha. Đi học về nhà là không cho cơm ăn. Ui nó sợ lắm, nó không đi đâu. Thế là các... con kém mà. Các cụ ngày xưa là cũng... hơi ấy một chút nhỉ, rất
đi học mà không về mà không cho cơm ăn thì ai mà đi học nổi đúng không? Về đói làm sao mà học được? Cái bụng còn chưa no thì làm sao mà học được? Chứ ngồi uống năng ngu mà nó không biết tính toán mà. Vâng. Không cho con đi học. À, nếu mà ngày xưa đi học bây giờ có lẽ là cuộc sống của hai cụ đã khác một chút rồi nhỉ? Vâng. Thế nhưng mà cái bé Hoa ở trên này này sao nó cũng bỏ học sớm nhỉ? Vâng. Đấy. Bây giờ vẫn không chịu đi học. Vâng. Tấm gương của các cụ rồi mà vẫn không chịu đi học. Thời gian thì cháu thích đi học thì mình cũng ở nhà rồi mà. Vâng. Thì nói ốm thì con đi nha, không đi là không được mà, phải đi. Vâng, đấy. Ông bà con, chắc là con cũng xin phép ông bà, con cũng cảm ơn ông bà rất là nhiều cho con vào nhà chơi. Thì con cũng không có gì nhiều, con tặng bà món quà nhỏ, gọi là bà mua đôi dép. Cũng phải. làm cái kiểu này rồi. Không biết làm cái kiểu này anh cháu. Thôi, không ạ, bà cận hôm nào bà đi mua đôi dép nhá. À, con thì cũng cũng chẳng biết bao giờ mình con gặp lại được ông bà đâu thì. Xin nhé, xin cháu vâng, nhé. Vâng. Nghe làm cái kiểu này là không biết làm cái kiểu này thì. Thôi bà không phải suy nghĩ đâu, ôi giời ơi. Dạ có gì đâu. Vâng, thế á, con chúc ông bà sức khỏe nhá. Ồ, cháu này là chú chung. Vâng, con xin phép ạ. Vâng, đấy thế cháu, còn cháu là chú được cơm ăn mà. Vâng, vâng. Thế thì đi một tí nấu cơm ăn mấy đi mà. Ăn cơm ấy ạ? Nấu cơm cho cháu ăn mấy đi nhá. Nấu cơm cho cháu ăn mấy đi ạ? Thôi bây giờ còn sớm ấy, chắc là cháu xin phép. Nếu mà có dịp cháu quay lại thì cháu xin sau nhá, ông bà nhá, thôi ông bà giữ gìn sức khỏe nhá. Cháu xin phép ạ. Rồi chúng ta tiếp tục hành trình. Vâng ạ, cháu đi đây. Vâng ạ. Một câu chuyện vui vui là của hai ông bà cụ. Này, tuổi già thì cũng chẳng cần gì nhiều nữa, cũng chẳng biết là được bao lâu nữa, nhưng mà có một cái cuộc sống này mình thấy cũng gọi là ổn ở cái vùng đất như này. Nói chung không cứ là đồng bào người Mông đâu mà cháu nghĩ là rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số khác nữa có những cái địa hình sống vô cùng là phức tạp như thế này. Chẳng qua là mình có đủ sức để đi hết hay không thôi. Và mục tiêu của mình là sẽ đi tìm hiểu, cố gắng làm sao đủ được cỡ phải năm mấy anh em dân tộc, kể cả là những người đồng bào dân tộc mà không có trong danh sách 54 dân tộc, mình cũng sẽ đi tìm hiểu. Ôi, đường về nhà gian nan quá. Này mà anh nào lên tán em Hoa phải kiên trì lắm thì mới có thể leo lên leo xuống tán được. Còn mà anh nào mà nản trí nhanh thì hơi khó. Có lẽ là những hình ảnh về cái đời sống vùng cao này cũng ít người tưởng tượng ra được. Sao vẫn có những nơi mà người ta ở cao và xa và khó đi lại như vậy. Thực sự bản thân mình cũng quen rồi, nhưng mà khi mà đến đây mình vẫn phải trầm trồ. Đây nhà thấy mở cửa này. Có vẻ như không có ai. Đó. Mình thực sự là cũng phải trầm trồ ấy. Nhất là vừa thán phục, thứ hai là cũng có rất nhiều những cái thắc mắc ấy. Cái động lực thì cha nghĩ là cũng không có nhiều động lực lắm. Mình nghĩ là cha sinh mẹ đẻ rồi, cha mẹ tổ tiên để lại như nào thì thế hệ sau lại tiếp tục phát huy thôi. À, đây rồi. Bây giờ thì chúng ta đã tới được một lò sấy sắn. Ở đây thì không sấy ở nương ở đồi nữa mà sẽ sấy gần nhà luôn. Anh chị ơi, gia đình mình ơi, có ai nhà không ạ? Chú ơi, cô ơi, anh ơi. Im ắng thế nhỉ. Đây, lò sấy sắn đây.
Và tất nhiên rồi là sấy hoàn toàn bằng củi thôi, bằng tre, bằng nứa thôi. Mình cứ xuống tìm hiểu nhá. Nãy thì thấy có người cơ nhưng mà không biết đi đâu rồi. Thấy dấu hiệu vẫn còn khá mới. Anh ơi, chị ơi, chú ơi, cô ơi, em ơi. Ồ, đâu hết rồi ta. Đây, củi sẽ được đun ở đây và hơi nóng sẽ được đi sâu vào lò đất phía bên trong và làm khô sắn ở bên trên. Ồ, đâu rồi ta? Anh ơi, chị ơi, có ai nhà không ạ? À? À, không có rồi. Để cho để ý trên kia cũng có một cụm nữa này. Là mình cứ đi đi nhỉ. Vẫn theo phong cách của Trang Vlog thôi. Cứ đi hết nhà này đến nhà nọ thôi. Không gặp người thì gặp cảnh. Vì thực sự là những cái hình ảnh này là những hình ảnh mà Trang nghĩ rằng còn là ít quý khán giả có thể tưởng tượng ra đời sống vùng cao nó còn những cái gian nan như thế nào. Đó. Mặc dù đường đi lại hơi khó nhưng đổi lại thì phong cảnh rất là tuyệt vời. Có ai không? Bản làng Minh ơi. Rồi. Chúng ta sẽ di chuyển qua cụm nhà tiếp theo. Nghe thấy trẻ con gào. Ít nhất cũng mang được cho các cháu ngoài kẹo. Vì mình nghĩ rằng ở trên này thì hàng quán chắc là cũng bất khả kháng. Muốn mua thì phải đi bộ có khi cả tiếng mới tới được hàng quán. Em Hoa thì vẫn đang ngồi ở bờ ruộng, vẫn đang ngẩn ngơ thơ thẩn. Những cô gái vùng cao thì luôn luôn có những cái sự e thẹn, ngại ngùng. Thật ra là mình cũng không biết là hỏi chuyện gì với những bạn như vậy luôn. Thì tuổi cũng còn nhỏ ấy, cũng chưa có nhiều cái suy nghĩ lắm. Và từ nãy giờ là chưa gặp một bộ trang phục truyền thống là của người Dao Tuyển. Không biết là có màu sắc không. Ôi các bạn ơi, ở đây nó còn thô sơ đến mức này. Một cái cây cầu gỗ như này này. Wow, một cái cầu rất là thô sơ. Nhưng mà vì họ làm bằng những cây gỗ to nên là nó cũng khá là an toàn chắc chắn. Ba thân gãy cây gỗ to và thậm chí là cây gỗ này nó còn vẫn mọc được lá. Tức là nó vẫn còn tươi ấy, nên là cũng khá là an toàn. Nhưng mà thế này thì chắc là chỉ có đi bộ. Mình nghĩ là kể cả chủ nhà có xe máy cũng khó để đi qua được những cái cây cầu nó kiểu như này. Đây còn rất nhiều những cái tấm phên như này để ngăn chặn gia súc, gà qué chắc. Sống cao này thì được cái không khí trong lành, dễ chịu, mát mẻ. Nhưng mà đổi ngược lại thì sẽ thiệt thòi rất nhiều thứ. Hoặc cũng có thể là đối với những người dân đây họ không có nhiều cái mưu cầu. Như chúng ta thì bắt buộc phải có cái này cái kia, nhưng mà với họ thì không quá cần thiết ấy. Nên là họ vẫn duy trì cái cuộc sống ở trên này chăng. Một cuộc sống khá là đơn sơ. À, thấy người rồi. Em chào chị ạ. Dạ. Chào anh ạ. Chào anh ạ. Dạ. Anh đang làm cái gì ạ? Bổ củi à? Vâng. Vâng. Đây, ông anh đang đi lấy một miếng gỗ khá là to. À, chắc phải gọi bằng chú đi. Dạ. Cô chú đi. Vâng. Đây là nhà cô chú à? Vâng. Dạ. Cháu tới chơi với cô chú một xíu nhá. Vâng. Dạ vâng ạ. Tốt quá, mọi người cũng khá là cởi mở thân thiện. À, chú chào em bé này, em bé ăn kẹo không?
chú có kẹo này cho con này. À, đây cho con cái nữa này. Ừ, hôm nay chú mang nhiều kẹo lắm. Chắc nhóc này chưa đến tuổi đi học nhỉ? Dạ, đến rồi. À, đến rồi ạ. À? Thấy cũng nước mắt ngắn nước mắt dài rồi. Cháu xin phép vào nhà một xíu nhá. Đâu đứa nào đang khóc nhè nào? Ra đây dỗ này. Mặc dù ở rất là cao nhưng mà gia đình cũng khá là nhiều thóc lúa này. Nói chung là tự cung tự cấp thì như này cũng là có điều kiện rồi. Dạ. Ô em bé này đang khóc à? Này, dỗ em bé này. Này, cho em bé này. Dỗ con này. Chờ. Cho con gói nữa này. Đó, đốt đến nín đi nhá, đừng khóc nữa nhá. À, hai đứa nhóc này là con hay là cháu của cháu ạ? À? À, ông bà lại ở nhà trông cháu. Vâng. Dạ. Bố mẹ đi làm thuê. Bố mẹ đi làm rồi. Thế cũng là tình cảnh chung của rất là nhiều vùng nông thôn thôi nhỉ. Cứ cháu thì ở nhà với ông bà, bố mẹ đi làm ăn xa. Dạ. Để mà nói thì nếu đây không phải là núi đồi nhá, mà là núi đá thì cha nghĩ là cũng chẳng thua kém người Mông là mấy. Về cái độ cao cũng như là độ khó đi. Thậm chí là còn có một cây gậy không biết là của ai đã qua sử dụng rồi. Bây giờ mình tái sử dụng tiếp. Chào chị ạ. Ồ, chị có thể đỗ lại một xíu được không? Hả? Dừng lại một xíu được. Dừng lại được không? À, được đúng không? Được. Ôi sao lấy bó củi to thế? Vất vả quá. Nhà mình ở đâu? Nhà mình ở dưới này á. Dưới này à? Vâng. À, đi vào rừng lấy củi nhé. Vâng, đi vào rừng lấy củi. Ờ. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Vâng. Chị 32 tuổi rồi. Thế là sinh năm bao nhiêu? Sinh 91. Ờ, thế bắt tay bạn nào, chúng ta bằng tuổi. Tôi cũng 91 mà. 91 à? Ừ, thế bạn chồng con rồi gì? Chồng con rồi. Ờ. À. Hình như là bây giờ mọi người không mặc đồ truyền thống mấy nữa nhỉ? Ừ, phụ nữ. Phụ nữ giao tuyển đấy. Không hay mặc đâu ạ. Không hay mặc đúng không? Ừ. Người tôi... khác thì hay mặc nhưng mà mình thì không hay mặc. Mình không hay mặc nhỉ? Vâng. Bạn cũng hiện đại rồi đúng không? Vâng. Nãy tôi cũng gặp mà cả người già họ cũng không có mặc nữa. Chắc là dịp nào quan trọng thôi đúng không? Đúng rồi. Ờ. Thế bạn có mấy con rồi? Có hai con ạ. À. Chắc là cái đặc trưng nhất là cái khăn đội đầu này thôi. Ừ. Thế bạn đẻ tháng mấy? Hả? Bạn đẻ tháng mấy? Đẻ tháng 8. Ờ, thế còn lớn tuổi hơn tôi 2 tháng. Ừ, thế thì gọi bằng em, chị em thôi nhỉ? Không, tôi 91 mà, bạn làm sao đây? Bằng tuổi nhau mà. Tôi thử cái bó củi bạn xem nặng. Thử đi. Đây là một người bạn đồng niên của cha các bạn ạ. Một người thì ở vùng cao, một người thì ở vùng thấp. Ôi là. Nặng không? Nặng nhỉ? Ừ. Bạn đi bao xa? Đi xa mà đi lên tít trên đồi ấy. Tít trên đồi cơ. Một ngày đi lấy củi mấy lần? Một ngày á? Ừ. Một ngày đi 2 lần thôi ạ. 2 lần? Ừ. Ồ. Lấy về để cho ấy mùa đông đấy đúng không? Ừ. Lấy về để mùa đông tít. Nhà có nhà bạn có trẻ con không? Có. Tôi bảo tôi chắc là tôi không qua nhà bạn được nhưng tôi có gói kẹo nhỏ ấy. Tôi gửi cho các cháu ở nhà ấy. Đấy, bạn cầm về giúp các cháu hộ tôi với nhá. Cũng chẳng có gì nhiều. Ừ. Ừ. Còn như mẹ đi lấy củi ấy, có kẹo về cho con thì cũng hay nhỉ. Ờ. Thế để tôi đỡ lên cho nhá. Không cần đâu ạ. Được, tôi làm được. Không cần đâu. Đấy. Tự làm được mà. Thế bạn làm cho tôi xem là bạn làm cách nào. Ừ. Cùng tuổi trao các bạn ạ nhưng mà sức khỏe thì vô biên luôn. Thôi tạm biệt bạn nhá. Ờ. Thôi đi. Ừ. Bye bye bạn nhá. Bạn tên là gì? Bạn tên là gì? Tên là Dương à? Dương à? Bye bye Dương. Đi. Ông ạ. Chào ông. Hết tuổi. Dạ. Hết tuổi. Dạ.
À, ông đi lấy củi à? Vâng. Vâng. Dâu, cháu dâu. Con đi chơi. Chơi à? Vâng. Nhà ông ở đâu? Nhà ở đây dưới này. Thế à? Vâng. Ông bao nhiêu tuổi rồi? 70. 70 à? Không khỏe mấy à? Không khỏe mấy à? Ừ, sắp chết rồi. Sắp chết à? Ui, rồi ông lại nói thế. Dạ. Dạ. 70 tuổi. Ừ, 70 rồi. Ừ. Đấy. 70 năm nay. Năm nay 70 rồi. Dạ. Ừ. Đi lấy củi xa quá nhỉ? Ừ, có xa mấy, bởi vì là cái sức khỏe yếu một tí. Sức khỏe yếu một tí, thế sao không để con cái nó đi lấy mà mình vẫn đi lấy? Ồ, thế con ở, con cắt ở con, hai người già cắt ở. À, là ông không ở với con cái nữa? À, ba cái, ba gái. Ba con gái? Ừ, ba con gái, ba trai. Ba con trai, sáu người con. Bây giờ là không người con nào ở với ông nữa. Vâng, cũng có con khác ở. Khác ở. Thế là bây giờ vẫn phải tự đi lấy củi đấy. Vâng. Ông đã lấy được nhiều củi chưa? À, không, một ngày được 2 3 4 được đấy. Một ngày được 2 3 4 chuyến à? Vâng. Dạ. Thế ông chuẩn bị đi chưa? Đi. Cháu bây giờ đi đâu? Cháu lên trên này. Đi tiến trên trải à? Không, cháu đi sang mấy nhà này thôi. Mấy nhà? Đấy, mấy nhà bên này này. Nhà thì nó đi cùng nó chơi à? Vâng, đấy, đi cùng nó chơi đây. À, thế à? Vâng. Bảo vệ hả? Vâng. À, được. Dạ. Một cụ ông... Sắp đến rồi. Vâng, vâng, cố lên ông. Đây. Nhà đây. Vâng, vâng ạ, vâng, con biết rồi. Ông đi đi. Vâng, vâng, cô đi. Vâng, ông đi đi. À, cô đi. Ông đi đi. Đi một chuyến theo. Vâng, ông đi đi. À. Vâng. Rồi anh đi một chuyến kìa. Ông đi cùng con hả? À. Ông phải kéo củi về chứ? Không, không, không. À, bởi vì là... Tôi có một đồ thêm. Vì mình chờ ông kéo củi về, mình sẽ gửi tặng ông một món quà nhỏ. Đấy. Đấy, kéo như này nhưng mà... Thôi được rồi. Nếu mà ông ấy thì chúng ta lại đi cùng ông đi. À, có bạn đồng hành này cũng vui. Ông ở trên này bao nhiêu năm rồi? Hả? Ông ở trên này bao nhiêu năm? Tôi từ trước đến bây giờ ở đây mà. Từ bé? À, sinh từ ra bé là... đến vốn ở đây mà. Từ bé là đã ở đây rồi. À, vâng, vâng. À. Nhưng mà ông nói tiếng phổ thông tốt nhỉ? À, cũng tốt ngay được. Ngày xưa ông, bố mẹ ông có cho ông đi học không? Có. Có ăn thế thế? À, có, ôi, học là ai nào cũng phải đi học. Mà. Ai cũng phải đi học. Đi nhà này. Vâng, con cứ thấy nhà nào là con đi nhà đó thôi. Thế à, có phải đi nhà này hả? Vâng, đây, cha còn thấy một bó củi nữa này. Ừ. Dạ. Mọi người bây giờ đúng là cái đợt mùa đông đến thì tranh thủ đi kiếm củi rất là nhiều. Ai cũng đi kiếm củi. Ở đây không có củi thì rét lắm nhỉ? Ồ, đúng rồi, cũng có củi là... Đúng rồi. Không có củi rét lắm. Thế ông có xuống đây với con không? Hả? Ông có xuống đây với con không? Có. Thế đi, ông con mình đi chơi. Ôi ôi, thế mà tôi đi trước đi, cháu đi trước đi. Thế ông đi về không? À, không, tôi đi lấy củi đi đến nhà tôi một tí tôi mới quay về. Thế thì bây giờ ông lại lấy cây củi này đi đúng không? À, đúng rồi. Vâng, thế ông lấy đi ạ? À? Không, hai cây rồi này tôi lấy. Vâng, ông lấy đi, ông lấy đi. Không, không, không. Ông kéo cây củi về đi. Không. Bây giờ cha muốn... Nhưng mà muốn ông bất ngờ một chút. Ở đây, ông lấy củi về đi. À, không, thế là cô, cháu cô nhỉ một tí một cái lê đi. À, vâng ạ. À, thế ông ơi, con cũng muộn rồi, con cũng không có gì nhiều, con có món quà nhỏ con tặng ông ấy. Ô. Dạ, ông gọi là ông mua gói thuốc lào cũng được. Ôi dù, dạ, con để đây là, nhé. Ôi dù. Dạ. Cháu làm cái này là có nghĩ nhá. Khó nghĩ ạ. Có nghĩ nhá. Dạ, con chúc ông sức khỏe nhá. Dạ, gọi là ủng hộ ông là... gói thuốc lào tuổi già đấy ạ. Ôi dồi. Dạ. Cháu cảm ơn cháu nhá. Dạ vâng. Dạ vâng, con xin phép cháu, ạ. Cháu cố gắng chơi nhá. Vâng, vâng, cháu sẽ cố gắng chơi ạ. À, thế ông cố gắng mang củi về nhá. Cháu ở đâu? Cháu ở dưới xuôi ạ. Ồ, thật. Dạ. Wow, ôi dồi. Dạ, con hôm nay mới về. Vâng, thì cháu đi nhá. Vâng, vâng, vâng. Ôi dồi. Đi, chúng ta đi đi. Cháu có khỏe nhá. Vâng ạ, à, ông cũng khỏe nhá. Ông cháu mình cùng khỏe nhá. Vâng, vâng, vâng. Dạ.
Wow. Chết rồi. Thấy một anh nhưng mà anh ấy vừa thấy mình phát anh ấy đi vào nhà rồi. Anh ơi. Anh ơi. Ở nhà không anh ơi? Anh ơi. Gia đình ơi, có ai ở nhà không ạ? Anh ơi. Chào chị ạ. Có vẻ như khi mà đến gia đình này thì mọi người hơi ái ngại một chút. Thôi, cứ thử ở đấy nhá. Có thể là mọi người hơi lạ thôi. Con chào bà ạ. Dạ, con chào bà. Em chào anh ạ. Vâng. Mình ở nhà. Em xin phép vào nhà anh được không? Dạ, thoải mái ạ. Vâng. Thì em xin phép vào nhà nhá. Dạ. Anh đang làm công việc gì đấy anh? Đang sấy sắn à? Không, đợt này nghỉ anh. À, đợt này nghỉ à? Vâng. Không ấy đâu, em đi chơi thôi, không có gì đâu. Vâng. Tại vì em thấy anh đi vào nhà nên là sợ anh nghĩ gì. Vâng. Ê, em bé ăn kẹo không? Chú có gói kẹo cho em bé này. Này, cho con này. À, đây là mẹ anh à? Vâng, đây là mẹ. À, đây có lẽ là người phụ nữ giao tuyển mà vẫn còn mặc đồ trang phục truyền thống đấy, đúng không anh? Vâng. Trên người bà là toàn là đồ tự làm ấy đúng không? Vâng, đồ tự làm. Đồ truyền thống ấy đúng không? Vâng. Đó, hoàn toàn là đồ truyền thống và cháu thấy là tông màu và chủ đạo là màu đen rồi. Hoàn toàn là màu đen. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh năm nay 30 ạ. 30 à? Vâng. À, cái này là để làm gì đấy anh? Cái này mình để làm... Mình để làm cái phôi thôi. À, em thấy đang nướng bánh gì đấy ạ? Cái này... Bánh dày à? Bánh dày. À. Chào cháu nhá. À, chào bác á. Ôi dồi ôi, lần đầu tiên được chào bằng bác. Bác già quá. Bác già quá. Ôi, như là... con anh là bao nhiêu tuổi rồi? 14, 15 rồi. 14, 20, còn, 10. Còn đi học không? Còn. À, vẫn đang đi học. Đang à? Đi học. Học, học lớp mấy rồi? 8. À, học lớp 8 à. Đi học xa không anh? Từ đây gọi là sang tiền chính. Là đi mất bao lâu nếu mà? Nếu mà đi nó phải tầm 40 phút, 1 tiếng. 40 phút, 1 tiếng. Đi, là đi xe máy hay đi bộ? Đi bộ. Đi bộ. Vậy em thấy hình như nhà mình đã không thể đi được xe máy đúng không? Vâng. Chỉ có đi bộ thôi đúng không? Vâng. Dạ. Đấy em xin phép xem qua nhà mình một chút nhé. Đi đi dạo dạo một chút. Vâng. Đấy. Dạ. Ở đây cha thấy gia đình còn treo một... Đây là buồng gan đúng không? Vâng. Một buồng gan lợn ở trên gác bếp này. Cái nhà anh rất là rộng luôn. Thế cháu tên là gì? Cháu tên là Xuân. Hả? Xuân à? Học lớp 8 à? À đây, Xuân này còn mặc nguyên một bộ trang phục truyền thống của người giao tuyển luôn. Là bình thường có hay mặc không hay về nhà mới mặc? Về nhà cũng mặc. Về nhà cũng mặc, hay đi học có mặc không? Có lúc thì mặc, có lúc thì không. Có lúc thì mặc, lúc thì không. Kiểu 50-50 đúng không? À. Bây giờ thì cha đã nhờ được cháu gái ra phía ngoài để chúng ta cùng... chiêm ngưỡng bộ trang phục truyền thống của người đồng bào dân tộc giao tuyển. Thì cái bộ này thì cháu thấy là nó cũng có hai vạt, một vạt trước và một vạt sau này, và một cái tấm, một cái sợi vải đỏ rất là to như này để buộc lại giữa hai giữa phần eo và phần thân ở bên dưới đó. Đây một cô gái người giao tuyển rất là xinh xắn. Thế cháu thành tích học tập có tốt không? Có là như nào, là được ở những cấp độ nào, mức độ nào? Tốt. Tốt đó. Thế học giỏi nhất môn gì? Toán. Học giỏi nhất toán. À, thế tốt quá rồi. Đó. Đây, bộ này thì có cảm giác cũng hơi giống áo dài một chút thì phải. Đó. Có thể xoay một vòng không? Xoay một vòng chú xem nào. Xoay một vòng. Hơi ngượng nghịu một chút nhưng mà không sao. Thế là nếu mà ăn cưới hay là lễ Tết thì cũng có bộ nào đẹp hơn không?
Không, vẫn như này. Vẫn như này thôi à? Ừ. Tay áo thì đây cũng có một chút điểm xuyết như này. À, nó sẽ phải xuôi ra đúng không? Hay là bình thường sẽ sắn lên? À, như này đúng không? Làm việc thì sẽ sắn lên. Đó. Đây, đây mới là chuẩn toàn bộ, bộ quần áo này. Cười xinh nhá, cười xinh nhá. Cười xinh nào. Cười tươi nào. Rồi. Thế đi học đi bộ ấy có chán không? Có. Chán á? Thế không bảo bố mua xe máy thì đi. Không có tiền. Không có tiền. Đây này chú thấy xe máy mà. Nhưng mà bố không đưa đi học bằng xe máy à? Hay là xe này chỉ đi chở sắn thôi? Không rảnh đưa đi học. À, bố không rảnh để đưa đi học à? Ừ, thế là tự chủ động thôi đúng không? Ừ. Ok, thế chú cảm ơn nhá. Ừ. Thế cứ mạnh dạn lên, nói to lên. Rồi. Rồi, đi vào nhà đi, đi vào nhà đi. Ừ. À, nếu mà lúc không ấy thì lại phải cuốn nó lên à? À, lúc làm việc lại cuốn nó lên. Rồi, như thế để không bị bẩn đấy đúng không? À, quần thì cũng là quần truyền thống luôn. Ồ, sẽ phải cuốn rất là kỹ này. Đó, bộ quần áo này nó sẽ có hai trạng thái là một trạng thái xinh đẹp và một trạng thái làm việc. Rồi, chú cảm ơn nhá. Rồi. Rồi, chỉ một lát nữa thôi là mặt trời xuống núi rồi. Bây giờ trời đã trở lạnh hơn rất nhiều. Tôi đi qua nhà anh ấy để đi xuống nhưng mà thực sự là rất là ưng cái đàn gà này, nhưng mà hôm nay chắc là cũng chủ động đi về thôi, không ở lại đây nữa. Cũng muốn thử ăn một bữa cơm của đồng bào người Giao Tuyển, nhưng mà cái đường đi xuống nó xa quá, với cả trời cũng khá là lạnh. Vì từ trung tâm thị trấn Bắc Hà lên đến đây là mình đã đi một quãng rất là lâu và xa rồi. Có lẽ đối với tất cả quý khán giả cũng như Trao thì khó có thể tưởng tượng rằng là ở vùng núi Tây Bắc còn những cái vùng đất nó cao, nó xa xôi này, và ở những vùng đất này thì còn có những người đồng bào dân tộc họ vẫn có thể sinh sống được và sinh sống rất là lâu đời ở đây rồi. Có thể là đối với chúng ta thì những cái điều kiện đây nó sẽ là thiếu thốn, nhưng mà Trao nghĩ rằng là với bà con vùng cao thì một cái cuộc sống tự cung tự cấp thì như này cũng đã là rất tốt rồi. Khi mà ở đây thì nó cũng tương đối là màu mỡ, trồng được nhiều giống cây trồng kinh tế, trồng được lúa nước nữa. Nói chung là an ninh lương thực thì không bao giờ phải lo lắng rồi. Hy vọng là mai sau này sẽ có những con đường rất là đẹp, những con đường bê tông thuận tiện để mọi người có thể di chuyển một cách dễ dàng. Trẻ em có thể đi học một cách dễ hơn, nhanh hơn, và người lớn thì vận chuyển nông sản hay mọi thứ nó cũng đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Từ đó thì mọi thứ nó sẽ phát triển đi lên rất nhiều. Ngày hôm nay thì có lẽ là Cha cũng xin phép được dừng video tại đây thôi. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng kênh YouTube Cha Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến hành trình tiếp theo.